Xin chào các bạn, mẹ của Elon Musk là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của bà nhé, người có tầm ảnh hưởng với tỷ phú giàu nhất thế giới. May Musk, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1948, tại Regina, Saskatchewan, Canada, là một nhân vật đáng chú ý được biết đến qua sự nghiệp đa dạng của mình với vai trò là người mẫu, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả. Mặc dù được biết đến nhiều nhất với tư cách là mẹ của tỷ phú Elon Musk, May đã tự khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thể hiện sự kiên cường, thông minh và khả năng thích ứng suốt cuộc đời. May Musk sinh ra trong một gia đình coi trọng sự phiêu lưu và khám phá. Cha mẹ của bà, George và Win Hodiman, đều là những người tiên phong theo cách riêng của mình. Cha bà là một bác sĩ chỉnh hình, nhà khảo cổ nghiệp dư, đồng thời là một người yêu thích phiêu lưu, trong khi mẹ bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và hỗ trợ gia đình. Năm 1952, gia đình bà chuyển đến Nam Phi khi May mới 4 tuổi. Tuổi thơ của bà không hề bình thường, cha mẹ bà thường xuyên tham gia vào những cuộc phiêu lưu khám phá khắp châu Phi, bay quanh lục địa trong một chiếc máy bay nhỏ. Những trải nghiệm phiêu lưu này đã góp phần nuôi dưỡng sự can đảm và độc lập của May từ khi còn nhỏ. May bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 15 tuổi, khi còn sống ở Pretoria, Nam Phi. Với vẻ ngoài nổi bật và thần thái độc đáo, bà nhanh chóng nổi tiếng trong làng mẫu địa phương. Mặc dù thành công sớm, nhưng vào thời điểm đó, nghề người mẫu không mang lại thu nhập cao hoặc bền vững, đặc biệt là ở Nam Phi. Vẻ đẹp và tài năng của May đã giúp bà tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss South Africa năm 1969 và trở thành một trong những thí sinh xuất sắc. Tuy nhiên, bà không chỉ dừng lại ở sự nghiệp người mẫu. Trong khi tiếp tục làm người mẫu, May cũng theo đuổi con đường học thuật, điều hiếm thấy trong giới người mẫu. Bà đã lấy bằng thạc sĩ về chế độ ăn kiêng tại Đại học Orange Free State ở Nam Phi và bằng thạc sĩ thứ hai về khoa học dinh dưỡng tại Đại học Toronto, Canada. Nền tảng học thuật này đã giúp bà có lợi thế so với nhiều người khác trong ngành người mẫu và giúp bà chuyển hướng sang lĩnh vực dinh dưỡng và chế độ ăn uống. May kết hôn với Aaron Musk, một kỹ sư cơ điện người Nam Phi, và họ có ba người con, Elon, Kimbo và Tosa. Cặp đôi ly hôn vào năm 1979, để lại cho May trách nhiệm nuôi dạy các con một mình. Đây là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời bà, khi bà phải làm nhiều công việc để kiếm sống, thường gặp khó khăn về tài chính khi nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, sự kiên cường của May trong những năm này đã tạo nên ảnh hưởng lớn đối với các con của bà, đặc biệt là Elon, người thường nhắc đến tinh thần làm việc và sức mạnh của mẹ mình. Là một chuyên gia dinh dưỡng, May đã xây dựng sự nghiệp thành công và thành lập một phòng khám tư vấn dinh dưỡng riêng. Bà trở thành một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, thường xuyên tham gia các hội nghị và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để chia sẻ kiến thức của mình. Cách tiếp cận khoa học về sức khỏe và sự quyến rũ cá nhân của bà đã giúp bà trở thành một nhân vật đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Bà cũng đã xuất bản cuốn sách Sao Sao / A Woman Make a Plan / 2019, trong đó bà chia sẻ những bài học cuộc sống, tập trung vào sự kiên cường, phát triển cá nhân và sự tự tin. Mặc dù đã dành phần lớn sự nghiệp để cân bằng giữa làm người mẫu và công việc chuyên gia dinh dưỡng, sự nghiệp người mẫu của May đã có một sự trở lại ấn tượng khi bà bước vào tuổi 60. Trong một ngành công nghiệp thường ưu tiên tuổi trẻ, May đã phá vỡ những tiêu chuẩn truyền thống, trở thành một trong những người mẫu thành công nhất ở tuổi già. Bà xuất hiện trong các chiến dịch lớn của các thương hiệu như CoverGirl, Target và Virgin America. Mái tóc bạc và phong thái tao nhã của bà đã trở thành biểu tượng của sự trao quyền cho phụ nữ lớn tuổi. Sự thành công của May ở độ tuổi mà nhiều người mẫu đã nghỉ hưu đã biến bà thành một người tiên phong trong ngành công nghiệp thời trang, thách thức các chuẩn mực về vẻ đẹp và truyền cảm hứng cho vô số phụ nữ chấp nhận tuổi tác của mình một cách tự tin. May cũng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng, bao gồm Sao Tam Sao, Sao Vóc Sao và Sao Eo Sao. Khả năng duy trì sự nổi bật trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi đã khẳng định bà là một biểu tượng thời trang. Năm 2021, bà gây chú ý khi trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sao Sport Illustrated Swimsuit Issue Sao, một khoảnh khắc mang tính lịch sử trong ngành thời trang. Cuộc đời của May Musk là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên cường, làm việc chăm chỉ và khả năng thích ứng. Là một bà mẹ đơn thân nuôi dạy ba người con thành công, Elon, Kimbo, một nhà hàng và nhà từ thiện, và Tosa, một nhà làm phim và giám đốc điều hành, May thường được khen ngợi vì đã truyền cảm hứng cho các con sự tham vọng và độc lập. Thành tựu cá nhân và chuyên môn của bà cho thấy rằng tuổi tác, nghịch cảnh và hoàn cảnh không nên là rào cản cho tiềm năng của mỗi người. Dù là trong lĩnh vực người mẫu, dinh dưỡng hay diễn thuyết, May vẫn tiếp tục phá bỏ rào cản và truyền cảm hứng cho phụ nữ trên khắp thế giới. Hành trình của bà là minh chứng cho ý tưởng rằng việc tái tạo bản thân là điều có thể ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, và ảnh hưởng của bà
với tư cách là một nhân vật công chúng và một người mẹ, được cảm nhận sâu sắc trong các lĩnh vực thời trang, sức khỏe và khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.